feel the dragon fire. Xin chào tất cả mọi người nhé. Mình tên là Toản, thì mọi người thường gọi mình là Trần Toản. Mình đang là admin của Phở Luôn. Mình tên là Ngọc, mình đến từ Thanh Hóa. Mình sinh năm 96. Mình đang học trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội. Thì thực sự là cảm giác của mình hôm nay rất là vui. Mình cũng không nghĩ là mọi người toàn là thành viên mới với nhau, nhưng mà mọi người rất là nhiệt tình. Và mình cảm thấy không khí ở đây rất là sôi động. Rất là cảm ơn nhà tài trợ ạ. Mình tham gia Phượt Luôn từ ngày đầu thành lập. Thì cái mục đích của mình là, và những cái người đứng đầu như anh Đạt, anh Nghĩa, là mình muốn xây dựng lên một cộng đồng Phượt chuyên nghiệp. Mà mình sẽ hạn chế tối đa cái rủi ro có thể xảy ra. Và mình sẽ làm thay đổi suy nghĩ của mọi người về cái đi Phượt ạ. Em tên là Hà, Facebook của em là Hà Lê. Em đến với Phượt Luôn là nói chung là trải nghiệm những cái thứ, những cung đường mới mẻ và cảm thấy rất là thích thú. Chúc Phượt Luôn là mau chóng phát triển và ngày càng nói chung là rộng mở hơn. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Hải Dương, mình sinh năm 96, mình quê ở Sóc Sơn. Mình là một trong những admin của Phượt Luôn, thì mình cũng tham gia Phượt Luôn từ những ngày đầu thành lập. Thì lời muốn nói phải luôn thì nói chung là Phở Luôn là một sơ sơn bổ ích, rất bổ ích cho toàn thể cộng đồng Phượt nói chung và các thành viên đam mê xây dịch ấy. Mình chúc Phở Luôn là sẽ càng ngày càng cán mốc 100.000 thành viên sớm nhất. Mình là Quyên Anh, mình sinh năm 1990, quê ở miền Trung. Thiên Cầm Hà Tĩnh. Hôm nay mình đến đây mình cảm thấy rất là hào hứng và rất vui, cảm thấy rất là như tất cả mọi người. Không biết tên anh là gì ạ? Em tên là Cường, em sinh năm 95, em ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Cũng như hôm nay là đến dự offline của chương trình Phượt Luôn, là phóng viên của chương trình. Hôm nay là rất vui được đến tham dự chương trình cùng các anh em bạn bè cùng cả đồng Phượt. Chào các bạn, mình là Mừng, mình đến từ chi hội Phượt Luôn Thái Bình thuộc Phượt Luôn. Và mình tham gia Phượt Luôn chính thức từ ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Và đến hôm nay thì cũng được một thời gian hoạt động cùng với lại Phượt Luôn, thì mình cảm thấy Phượt Luôn phát triển rất nhanh và các anh em trong Phượt Luôn thì
cùng một đam mê, mọi người cũng rất là hòa đồng với nhau. Và mình mong là Phần Luân sẽ phát triển hơn nữa để sẽ có một ngày kỷ niệm một buổi Big Off, một buổi chào đón thành viên thứ 100.000 gần nhất. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Tiên, em đến từ Yên Bái. Em vào câu lạc bộ rất là lâu rồi nhưng mà chưa có dịp đi cùng câu lạc bộ nhiều tại vì lý do với công việc với cả học hành nữa. Mong là lần tới này sẽ được đi cùng câu lạc bộ một cung nào đó gần nhất. Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Văn Vẹn, sinh năm 92, quê Nam Định. Hiện tại là thành viên của chi hội Phượt Nhí Nhố. Bên Phượt Luân đã cán mốc được 2.000 trong vòng thời gian rất ngắn. 20.000 trong thời gian rất ngắn thì đó là con mốc đáng kinh để của đối với những anh em trong dân Phượt. Mình là Thảo Lê, mình năm nay 28 tuổi. Mình đến được Thái Bình, mình thì rất thích đi Phượt và hôm nay là buổi thứ hai mình đi học ở đây. Thì nói chung Phượt Luân thì ban quản trị với admin thì rất nhiệt tình trong công tác về đồ đạc cho anh em trong những cung đường để anh em đạt những cái an toàn nhất định trong những cung đường. Thì các chi hội đều trong vòng một tháng thì đều tổ chức cung cho anh em để anh em được giao lưu và để anh em được gắn kết lại với nhau. Thì nói chung là cũng cảm ơn Phượt Luân rất nhiều thì đã tạo ra một cái sân chơi cho các anh em giới trẻ và các bạn sinh viên có niềm đam mê Phượt. Em phải đặt câu hỏi anh mới trả lời chứ, em cũng đặt câu hỏi. Chào anh ạ. Anh nào em? Em xin phép tên anh ấy ạ. Anh là Nguyễn Hoàng Đạt. Anh sinh năm bao nhiêu ạ? Anh sinh năm 1990. Anh quê quán đâu anh? Anh quê quán làng Phố Hồ Chí Minh và hiện tại đang sống ở Hà Nội. Anh chưa có vợ con. Anh chưa có con mà cũng chưa có người yêu. Anh Nhơn đã vượt luôn từ cách đây được 3 tháng, cách tầm độ 28 đến 30/4. Đinh Ảnh Tuyết ạ. Dạ. 19/10/93. Em ở Cao Bằng ạ. Giới thiệu với tất cả các bạn, mình tên là Mai Văn Tuấn, Facebook cũng là Mai Văn Tuấn. Quê thì ở Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Sinh năm 1990. Và cũng đến biết đến Phượt này cũng trong khoảng 2 năm về đây. Cũng tham gia rất là nhiều nhóm và hiện tại mình cũng đang làm admin của một số nhóm kín của một số thành viên. Cũng là thành viên chính của Phượt Du Mục cũng như là thành viên của Phượt Luân cũng như là trong buổi tối ngày hôm nay. Thì rất vui về trong chương trình ngày buổi tối của Phượt Luân. Thì thay mặt tất cả các anh em của đoàn viên của Phượt cũng như tất cả những người có niềm đam mê và chiến dịch thì xin chúc tất cả các anh em của Phượt Luân cũng như là bên Phượt Luân các ngày một phát triển mạnh và sẽ mở rộng nên kết nối nhiều thêm anh em hơn. Và cũng như là sẽ mở rộng thêm nhiều chi hội và để tạo điều kiện cho các anh em có những chuyến đi và những cung đường để tìm hiểu đất nước Việt Nam mình ngày một giàu đẹp hơn. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Xin chào tất cả mọi người, em là một thành viên của Phượt Luân. Em là Nguyễn Bích Hường, Facebook là Hường Bích Nguyễn. Em năm nay 20 tuổi, hôm nay em đến đây em cảm thấy rất là vui và phấn khích vì mọi người ai cũng nhiệt tình ạ. Em cảm ơn. Ok, em tên Nguyễn Anh Thùng, em sinh năm 92 và em ở Hà Nội. Thì hôm nay thì chưa đi đâu bao giờ cả, nhưng mà hôm nay gặp mọi người vui quá. Em không về được. Lại còn được lên TV nữa. Em vui quá, bây giờ em đi quẩy một tí nhá. Thì thực sự em tham gia group cũng chưa lâu, nhưng mà thì em nói là cái độ nhiệt tình của mọi người thì thôi em nói là không thể tin được. Em có người yêu chưa? Em có rồi. Em có xế chưa? Em có xế rồi nhưng mà hiện tại em đang bị bỏ rơi. Tối nay anh xế em về nhá. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại gần công viên Sở. Đây đang tổ chức sự kiện là Phượt Luân tròn 19.999 thành viên để tròn 20.000 thành viên. Xin chào mọi người, mình là Thái, thành viên của câu lạc bộ Phượt Luân. Mình thuộc chi hội The Set Team, có thể sẽ được tuyển vào mùa này. Hy vọng là sẽ được tuyển và mình tự hào, tin tưởng và hạnh phúc khi là một thành viên của Phượt Luân. Và nhất là nếu như được tham gia vào câu lạc bộ của The Set Team, mình sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho câu lạc bộ. Peace. Mọi người đặt câu hỏi của bạn, câu trả lời của bạn đúng hay sai? Câu này đúng hay sai à? Sai. Dành rằng cho bạn một tràng vào tay.